Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện làm vệ sinh và kiểm tra lại cái phần gốc của những cái chậu lan này sau một năm. À, từ đấy thì phát triển để tiếp tục có được những cái chậu lan bự hơn các bác nhé. Những cái chậu lan này thì sau khi mà thực hiện vệ sinh lại cái phần rễ mình kiểm tra phần gốc. Nếu mà tách được thì thực hiện tách còn không thì để nguyên vậy cho nó xum xuê các bác ạ chậu này thì hiện tại bây giờ có 6 thân tơ các bác đối với những cái chậu lan thì chăm sóc từ đầu năm đến cuối năm thì bây giờ chúng ta được những cái cành củi khô như thế này này các bác đó. những cành củi khô đây được gọi là những thân tơ và cho hoa hoặc là chúng ta làm kia các bác nhé thân khá là mập mập ú luôn ạ thì quan sát cái chậu lan này thì chúng ta thấy là rễ nó chi chít chỉ chít không nhìn thấy rằng là cái sự phát triển và kiểm tra được những cái mắt của mầm gốc xem như thế nào mùa này thì có những chậu lan nó đã lên mầm ở à đây chậu này nó đã lên mầm các bác này nhưng mà mầm mà bị chi chít chỉ chít vậy thì rất là khó chúng ta sẽ không tối ưu được những cái mầm đâu tại vì nó rễ nó quấn chằng chịt và giá thể có thể sau một năm thì nó cũng đã che vùi những cái mắt mầm gốc rồi, cho nên để mà có được một cái chậu lan năm sau to hơn năm trước thì đến cuối năm mùa này thì chúng ta thực hiện để kiểm tra lại cái phần bề mặt của giá thể cũng như là phần mắt của mầm gốc để cho nó lên các bác nhé. Thông thường chúng ta thấy thì một cái thân như thế này, thì nếu mà kích thì nó có thể cho chúng ta ba cái mắt mầm gốc, ba mầm gốc là ba thân đó, nhưng mà À, mình chỉ cần tầm hai mầm là đẹp thôi, hai mầm là nó nuôi lực rất là mạnh và nó lên là nó phát triển, nó nó cân bằng cân đối. còn ba mầm thì có thể nó sẽ phải gánh và từ đấy thì nó sẽ không phát triển được nhiều. đấy các bác ví dụ như cái chậu nhỏ này, nó lên hiện tại bây giờ là có 5 mầm gốc, đúng không ạ? À năm cái thân uh, trưởng thành của năm vừa rồi, đó. Thì nếu mà nhiều thân như vậy thì nó sẽ ngắn hơn Thân nó phát triển sẽ ngắn hơn Còn chậu này thì nó nhiều thân già Có nghĩa là thân của năm kia thì nó lên được tầm 7 7 mầm 7 thân tơ Thì thân nó dài hơn các bác nhé Thân nó dài Và cái dòng này thì Thân của nó nó sẽ không có cỡ như là tầm mét đến mét rưỡi đâu Mà nó là cái loại nù thân Cho nên cái đốt nó rất là ngắn Đấy các bác thấy nào? Đốt nó rất là ngắn thì cái thân của nó sẽ không nhìn không dài nhưng mà khi có bộ lá vào Thì nhìn nó rất là đẹp các bác nhé đó, Thì bây giờ em sẽ khui cái này ra Để xem rằng là Quan sát cái phần gốc của nó như thế nào Những cái mầm, những cái mắt ra làm sao Tại bây giờ rễ nó quá nhiều Đối với chậu lan này thì à, Rễ ở cái phần Dưới chậu này Nó chằng chịt này Không còn chỗ bám thì nó sẽ lên trên này đó. Và cái độ ẩm Khi cái chậu lan nó nhiều thân Thì khi chúng ta tưới á mà đặc biệt là tưới tự động á thì cái phần ở trên á, nó rất là à, độ ẩm nó cao cho nên cái phần rễ nó có xu hướng là đi lên à, nó phát triển đi lên để nó luôn luôn tìm cái nguồn nước có nghĩa là cái phần độ ẩm cao á, thì nó sẽ hướng đến đó thì à, chúng ta ngoài tưới tự động ra thì chúng ta cũng nên à, chúng ta tưới tay tưới tay chúng ta kiểm soát được lượng nước và chúng ta à, tưới vào phần gốc thì cái phần giá thể ở trong này nó sẽ ẩm đều và như vậy rễ đi xuống nhiều nên nó không có bị là cái tình trạng rễ nó phi lên như thế này các bác nhé đó thì do có một mình em vừa làm vừa quay cho nên là em dừng video để thực hiện là làm đến một vài bước thì em lại tiếp tục quay cho các bác quan sát tiếp nhé cái phần này phải làm hết sức tỉ mỉ bởi vì có thể là những cái mắt mầm gốc nó đang ngoi lên rồi cho nên là chúng ta cũng phải rất là nhẹ tay rồi mời các bác tiếp tục theo dõi. Các bác ạ, sau khi loay hoay một hồi thì cũng chỉ được tầm 40% thôi, chứ còn chưa thể xong nhanh được. Và mất tầm 7 8 phút rồi. Khi mà làm thì mình mới thấy nó cực kỳ phức tạp luôn. Đây, mới khui được hai cái mầm này, cắt tỉa rễ rất là kỹ. Thì với nguyên vẹn được Tại vì cái rễ màu xanh và cái mầm bây giờ mới cũng là nó nhú nhú lên Nhiều khi là cắt nhầm cả vào mầm luôn nếu mà không cẩn thận đấy các bác Đó. Cho nên là làm từng cái cái cái, cái rễ một này. Các bác nhìn thấy ở đây có một cái mầm này Rễ nó quấn chi chít chằng chịt này Đó. Đây, Em sẽ cố gắng chỉ cho các bác xem nhé Đây các bác này này cái mầm này nếu mà mình mà không khui lên thì không cắt tỉa rễ thì chắc chắn một điều nó sẽ rất là khó lên mấy lớp rễ thì nó mới nhú lên được đó rất vất vả thì nó mới lên được mà nếu như chúng ta lại làm hỏng nó đi hoặc không làm vệ sinh thì điều đó thì nó cũng sẽ mất đi một cái thân Đấy, mất đi một cái thân trong năm luôn cho nên cố gắng thực hiện làm tỉ mỉ thật chậm các bác nhé cực kỳ phức tạp luôn à, khui ra mới được tầm khoảng độ ba mươi bốn mươi thôi mà đã thấy là nó bây nhiêu rễ rễ cắt thì không có vấn đề gì đâu các bác nhé tại vì những cái thân này sau một năm thì dưỡng chất đã tích lũy hết vào những cái thân này rồi cho nên là cái phần rễ cũ thì gần như là sau 1 2 tháng nữa nó cũng tự nó hỏng ấy thôi và nó ra cái thế hệ mầm này thì cái mầm này nó sẽ cho một cái thế hệ một cái lứa rễ mới từ cái mầm đấy và có thể nó nuôi ngược lại cái thân này các bác nhé cho nên những cái rễ này thì chúng ta nhìn thì tiếc nhưng mà cắt tỉa để cho nó lên làm sao cho nó tốt nhất trong năm nay các bác ạ, em đã thực hiện làm vệ sinh cho chậu lan này về mặt tương đối rồi mất tầm khoảng độ 45 phút đấy các bác và phải làm hết sức tỉ mỉ các bác nhé vì sao mà chơi lan lại người ta cứ nói rằng là tạo được cái sự kiên nhẫn, bởi vì nếu mà không kiên nhẫn là không làm được. Đây, cái những cái rễ dài thì em cắt dài, còn đôi khi phải ngồi bấm từng tí từng tí một. Nó đã bay tung tóe khắp nơi đấy. Và bây giờ em soi cái bộ gốc cho bác xem nhé. Em sử dụng một trong hai cái kéo. Đó. Tiện ở cái thế nào thì mình sẽ dùng cái kéo ở cái thế đó. Và bây giờ thì chúng ta quan sát cái phần chính đó là cái gốc cái phần gốc Đấy, em kẹp vào chân và cho các bác xem đó khi chúng ta thực hiện cắt thì những cái mầm gốc này đó, lồi ra các bác này cho chúng ta thấy này Đấy. em thử đếm cho các bác xem bao nhiêu cái nhé và sau khi làm thì mình rút ra được những cái bài học gì thực ra là cái này thì năm nào em cũng làm thôi chứ không phải là bây giờ mới làm gần như năm nào cũng làm nhưng có điều truyền tải video để cho chúng ta cùng nắm được à, Từ đấy là chúng ta thực hiện là à, làm Và vì sao lại làm thì chúng ta cũng biết rồi đúng không ạ à, Những cái mắt mầm gốc Nếu mà không làm thì chắc chắn một điều Không lên được đâu rễ lúc đầu các bác thấy quan sát thấy rồi đúng không ạ rễ cực kỳ nhiều luôn Đây những cái mầm gốc này Rồi bây giờ em sẽ soi rất là kỹ cái phần Mắt mầm gốc đăng lên để chúng ta cùng xem có tất cả bao nhiêu mầm các bác nhé em đếm từ khu vực đây các bác nhé à, một mầm này đó hai này ba này đó, ba cái một thân này lên ba cái 4 này các bác này. 4 này. 5 này. Hai cái này thì rất là dễ nhìn đúng không ạ? 6 này. Đó, 7 này. Nè. 8 là cái này các bác này. Đấy đang lên 8 này. cái này thì rất là rõ rồi. 9 này. 10 này. Đấy, cái này lên rất to. Đó. 11 này. 12 này. 13 này. 14 các bác. 14 Đây Và 15 16 Đó 16 cái các bác nhé 16 cái mầm Đó. Nếu mà chúng ta không có thực hiện là Khui ra thì có lẽ 16 cái mầm này Cũng khó để có thể ngoi lên hết được. Mà quá trình thực hiện làm về mới thấy được rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải thực hiện, rút kinh nghiệm à, Điều thứ nhất là chúng ta nếu làm nên làm sớm Nên thực hiện làm sớm các bác nhé Trước khi mầm gốc nó lên, ví dụ là những cái mầm nó lên như thế này Mà rễ nó chẳng chịt chẳng chịt mà rễ rất là cứng nếu mà làm mà không khéo thì nó sẽ bị gãy liền nhẹ phát là gãy liền à, đây còn cái mầm nữa các bác này đó trong kia chi chi chỉ chỉ luôn à, cái điều đầu tiên là nếu mà làm thì nên làm sớm chúng ta quan sát những cái chậu lan nào mà rễ um tùm phần gốc chưa đảm bảo thì chúng ta nên thực hiện làm sớm để tránh khi nó lên mầm rồi thì khâu xử lý sẽ mất nhiều thời gian hơn em phải mất tầm 40 đến 50 phút thì mới có thể làm hết được. Bài học thứ hai là khi mà chúng ta thực hiện tưới tự động thì chỉ là cái vấn đề là sử dụng trong những cái ngày mà chúng ta bận thôi. Còn nên thực hiện là tưới tay. Tưới tay là chúng ta xối nước vào cái phần giá thể để cho giá thể nó đủ độ ẩm, đủ nước thì rễ nó sẽ không có hướng lên trên nhiều và nếu mà cứ tưới tự động là nó phun từ trên phun xuống thì ở phía trên là độ ẩm nhiều dẫn đến rằng là rễ nó hướng lên nội dung thứ ba là khi chúng ta làm thì chúng ta phải hết sức cẩn thận cắt rễ từ ngoài vào trong có thể là phải cắt từng sợi một và khi cắt phải quan sát kỹ những cái mắt mầm gốc và chúng ta phải hết sức khéo léo các bác nhé dùng những cái kéo rồi là thực hiện là cắt một cái mầm là một thân. À, nếu chúng ta mất hỏng đi một mầm thì coi như mất một cái thân. À, để được có một cái chậu lan nó đẹp năm sau to hơn năm trước thì chúng ta phải hết sức cẩn thận đối với những cái mầm mới. À, ví dụ như là những cái mầm mới nứt như thế này chúng ta làm rất là thoải mái luôn. nhưng những cái mầm mà lên cao hơn kia thì làm rất là khó. và điều cuối cùng em muốn nói các bác đó là nếu chúng ta quan sát ở hai chậu lan này thì sẽ thấy một điều chậu lan này em sử dụng cái phương pháp mà em đã giới thiệu các bác đó là lồng chậu đúng không ạ cái chậu đất xanh này khi ban đầu mới trồng một cái cây nhỏ thì nó phù hợp nhưng theo năm tháng nó lớn thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp lồng chậu và không hề ảnh hưởng đến cây lan một chút nào cả là chúng ta bỏ cái chậu vào cho nó ổn định nhất là hàng cây mới cây giống nhỏ và sau đó bổ sung thêm giá thể thì cây nó vẫn phát triển một cách rất là bình thường các bác nhé. Thân vẫn rất là to và nù và chúng ta vẫn có được những cái chậu nó mang tính chất là đồng loạt. Còn những cái chậu như thế này thì cây đang còn nhỏ và em chưa có thời gian thì năm nay cũng sẽ sử dụng cái phương pháp lồng chậu. Và chậu này thì tí em cũng sẽ làm vệ sinh cho nó luôn. À, sau khi à, cắt tỉa rễ để lại cái sự thông thoáng cho cái phần gốc theo đúng cái quan niệm là à, trồng lan là nổi gốc đúng không? thoáng sạch sẽ thì em đã cũng đã được à, một cái chậu lan như thế này và tất nhiên là chậu này thì tới đây sẽ ra hoa bạt ngàn luôn và sẽ có được một cái thế hệ mầm gốc xanh mơn mởn ở phía dưới này không bị à, che lấp vùi lên rất là thoải mái rồi em xin kết thúc video ở đây. Em xin chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Chỉ còn lại có 3 ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi. Đã. Chúc các bác một năm mới với sự đam mê của mình có được những cái chậu lan đẹp, ưng ý các bác nhé. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.